Hello Vansa, xin kính chào quý vị Chào mừng quý vị quay trở lại Vansa trong bản tin buổi chiều ngày hôm nay, ngày 21 tháng 10 Thì hôm nay có cái thông tin rất nhiều quý vị cần feel và có hỏi Vansa về cái vấn đề cái tiền 600 trên những cái app Zelle và Vemo và uh, PayPal đó thì những cái Khoản tiền đó thì nó như thế nào, giao dịch ra sao thì mới phải uh, nhận, mới phải đóng thuế Thì uh, hôm nay em sẽ chia sẻ rõ hơn cho quý vị về cái vấn đề đó Và cái vấn đề 10.000 10.000 trên cái luật mới của bên sở is đó Thì uh, họ cũng đưa ra cái thông tin Thì uh, Vanessa cũng chia sẻ cho quý vị rõ thêm về cái khoản tiền 10.000 trên cái luật mới quý vị nha Đã Còn chưa có để cái link vào đây Em một tí. Ok thì bây giờ sẽ Chia sẻ cho quý vị về cái 600 trong cái app Zelle, Venmo và PayPal trước này Thì đầu tiên đó là những cái khoản tiền Mà có cái giao dịch lên tới Tổng cộng lên tới 600 Và cái 600 này đó thì quý vị họ sẽ tính là in a year chứ không phải là 600 uh, một lần quý vị nha. Họ dùng cái từ là cái những cái processing transaction đó có cái amount lên tới 600 đô hoặc là nhiều hơn in a year. Có nghĩa là trong một cái năm đó mà có những cái khoản tiền như vậy thì quý vị sẽ phải uh, file cái thách return ở cái form mà IS sẽ gửi cho quý vị đó là cái form 199k. 199k đó quý vị Và họ cũng có đưa ra những ai là người sẽ bị phải file cái tax return này Thì họ nói là do họ không có không không có cập nhật được với những cái người mà đi làm part time này Những cái người mà làm self employment worker này rồi gig worker này có nghĩa là những cái nhân viên hợp đồng đó thì thường là những cái quý vị này À, khi mà họ nhận những cái income từ những cái những cái app Vemo, gieo như thế này đó là họ không có báo cáo tại vì theo như cái luật cũ thì phải lên 20.000 trở lên thì trong một năm họ nhận họ nhận 100 200 300 400 dù nhận bao nhiêu lần đấy chăng nữa nhưng tổng cộng họ nhận những cái khoản tiền trên cái khoản giao dịch trên những cái app gieo Venmo và PayPal như vậy thì họ sẽ phải khai cái form thuế 199k um, để mà cho is họ được biết còn lại những cái personal payment thì những cái này thì không quý vị nhá những cái mà nó liên quan tới là cá nhân nó ví dụ như là trả nợ nhau hay là quà cáp hay là ăn uống những cái thứ mà nó không phải thuộc vào những cái earn income của quý vị thì không được tính có nghĩa là quý vị phải có cái sự giao dịch dưới cái earn income đó, quý vị đi kiếm được tiền à, ví dụ như là quý vị làm Uh, cho nhà người ta cái uh, cắt cỏ cắt gì cho nhà người ta chẳng hạn hoặc là quý vị chở một cái uh, quốc xe nào đó chẳng hạn thế rồi họ sẽ gửi tiền cho quý vị qua những cái app ve Vemo như vậy thì cái số tiền đấy nó sẽ được coi là những cái số tiền income của quý vị bằng cái hình thức là quý vị in um, gọi là làm cái uh, independent tự do đó, làm cái nghề tự do uh, tính theo giờ đó hoặc là self employment này chủ tự làm chủ hoặc là À, những cái gig worker có nghĩa là những cái người mà lao động à, dưới cái diện là à, lao động tự do làm theo giờ theo hợp đồng không có phải là W2 thì những cái quý vị đấy sẽ giờ, giờ đây sẽ phải trả tiền thuế đóng tiền thuế trên cái những cái khoản tiền từ 600 là đã phải nộp rồi đó thành ra là bây giờ chúng ta những ai mà là những cái người mà làm dạ form 199 hợp đồng như ngày trước đó mà bảo là ôi tôi làm form 199 thế mà một năm được có vài trăm chắc tôi không cần phải đóng thuế thì bây giờ sẽ không có phải như vậy nữa nếu như quý vị có những cái giao dịch trên những cái app giao Venmo và uh, Pay, PayPal như vậy thì quý vị sẽ phải đóng thuế nhà và nếu như quý vị không có những cái giao dịch trên đó người ta chuyển khoản vào ngân hàng cho quý vị chẳng hạn thì tí nữa em sẽ chuyển sang cái phần 10.000 em nói cho quý vị nghe thì nó cũng sẽ cũng cũng bị ảnh hưởng luôn nhưng mà ở một nhưng mà nó lên tới 10.000 cơ đó thì đấy là cái phần dành cho 600 thì quý vị yên tâm là bây giờ thì được đóng thuế nhiều khi người ta còn muốn đóng thuế đó quý vị Tại vì được đủ cái tiền lên tới cái mức limit 600 đã được đóng thuế rồi Nhiều khi là được đóng thuế rồi lại được lấy lại tiền return khi mà mình có con nhỏ Rồi mình có dependent đó quý vị Rồi mình income thấp thì mình sẽ lại được hưởng những cái mục return, phát thách return dựa trên những cái form khai thuế của mình thôi Thì đó là những cái thông tin còn lại, những cái phần quý vị đi ăn uống hay là tiền uh, gọi là những cái tiền trả tiền ăn, tiền uống, mua những cái vật phẩm các thứ linh tinh hay là tặng quà cho nhau hay các thứ những cái đấy thì họ sẽ không có tính quý vị nha Đó thì đấy là về cái mục của cái tiền uh, tiền 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 600 trên những cái app đó quý vị. Thế còn quay trở lại với cái 10.000. cái linh vừa để đây nó nó chạy đâu mất rồi. Thì bây giờ cái phần 10 000 đó thì nó cũng nó cũng tính trong ấy nhiên Tại vì hôm trước em đã nói với quý vị nhưng mà chưa có nói rõ cho quý vị là Một lần phải là cái giao dịch 10 000 thì mới bị tính Hay là một năm Thì trong cái bài mới ngày hôm nay á, thì họ cũng đã nói cho giải thích kỹ cho những quý vị biết đó là những cái khoản tiền mà quý vị deposit này hay là quý vị uh, gửi vào ngân hàng này hoặc quý vị rút ra khỏi ngân hàng này mà một năm cái số tiền mà quý vị đi ra đi vào như vậy nó lên tới 10.000 thì quý vị sẽ phải uh, report bên nhà băng họ sẽ làm cái gọi là Uh, report cái trang sách dần này cho IS và IS họ sẽ có thể kiểm tra có thể họ điều tra là ồ cái tiền 10 000 này gửi đầu vào chẳng hạn bây giờ tự dưng mình bỏ bùng phát vào trong nhà băng 10 000 thì nó ở đâu ra thường là chỉ những cái khoản tiền đây là họ làm cái này để họ điều chỉnh để mà để để mà giống như là họ Họ điều tra thêm những cái khoản tiền Liên quan tới tiền mặt đó quý vị Chứ còn thì nếu quý vị mà W2 Hay quý vị đi làm cho công ty nọ Công ty kia họ trả có lương qua nhà băng đó Những cái đấy nó có nguồn gốc đầu vào Rõ ràng thì họ sẽ không kiểm tra những cái nguồn gốc đó đâu Quan trọng là những cái khoản tiền Ví dụ như trong cái 10.000 đó Thì có 5.000 của bên công ty uh, Trả cho quý vị nó có rõ ràng ra Chẳng hạn thì họ có thể họ không điều tra Nhưng mà có một lần 5.000 mà quý vị Cứ mỗi lần quý vị cho vào 500 Ví dụ như một số anh chị uh, đi chơi bời cờ bạc hay là đi đâu có tiền mặt gì đó hoặc là đi chơi um, à, nói chung là cổ phiếu thì mình rút tiền ra họ cũng sẽ điều tra rút ra để làm gì thôi. Ví dụ như vậy nếu mà rút ra hoặc là nói chung nó có nhiều cái khó nói lắm quý vị nhưng mà đại khái là cứ tổng cộng trong vòng người ta dùng cái từ within 12 months có nghĩa là trong vòng một năm đó mà tổng cái số tiền quý vị giao dịch kể cả là đường vào cho lẫn đường ra mà nó lên tới 10.000 thì quý vị sẽ bị IS nhà băng họ sẽ phải report cho IS và IS họ có quyền để mà liên kết với nhà băng có thể họ chẳng hạn như là trong cái 10.000 này thì có một lần có 4.000, 5.000 gì đó. Họ không biết cái nguồn gốc cái tiền này. Hoặc là quý vị rút ra để làm gì. Có thể họ muốn biết chẳng hạn. Thì họ sẽ đưa cái thông tin này ngược lại cho nhà băng. Họ nói là bây giờ chúng tôi muốn biết cái detail của cái số tiền này là nhà băng sẽ phải kết hợp với bên IS để họ làm việc. Cho nên mà tại sao mà họ nói là nó ảnh hưởng tới cái quyền tự 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 do cũng như cái quyền đầm, cá nhân của người dân Mỹ là vì vậy. Tại vì một năm mà đồng ra đồng vào tổng cộng lên tới 10.000 thì em nghĩ chả có ai là không 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 tiền không vào nhà băng với cả không ra khỏi nhà băng lên tới con số 10.000 cả. Tại vì ở Mỹ mà đợt trước là Venezuela đọc là chưa có kỹ cái phần within 12 months Đợt trước là mình nghĩ là một lần đó quý vị Có nghĩa là một lần mình chuyển ra chuyển vào 10 000 Nhưng bây giờ là cả một năm trời Họ mới tính lên tới 10 000 Thì nghĩ là không ai là không bị hết Là ai cũng bị điều tra những cái đi theo hết đó quý vị đó. Thì đây là cái thông tin thêm nữa để Vanessa chia sẻ thêm cho quý vị là uh, như vậy trong cái phần 600 của cái app uh, GEL với cả Vemo ấy, thì họ đã ký thành luật rồi và sẽ áp dụng bắt đầu từ tháng 1 năm 2022 cho tất cả các cái hồ sơ thuế nào mà quý vị là những người uh, phải dùng cái form 199k để khai thuế nếu có những cái giao dịch tổng cộng trong một năm lên tới um, 600 mà không phải là những cái personal những cái giao dịch cá nhân có nghĩa là business small business hay là independent contractor uh, 199 ngày trước mà quý vị đi làm uh, tự do lao động tự do gig worker đó quý vị những cái hợp đồng đơn lẻ mà cái tiền nó cũng rất là ít làm theo giờ và thường là sử dụng bằng cash và hay trao đổi trả qua những cái app như vậy thì bây giờ cứ một năm tổng cộng lên 600 là quý vị sẽ phải khai cái form đó để file tax return trên cái form 199k quý vị nha đó thì đấy đã thông qua rồi thì không nói thế còn cái bên 10 ngàn này thì họ sẽ được quốc hội review rồi khi nào hỏi đưa ra cái quyết định cuối cùng thì bán sản sẽ chia sẻ cho quý vị đó thì hôm nay em chỉ lên để chia sẻ cho quý vị thêm rõ thêm về cái mục 600 và 10 ngàn này thôi và hẹn gặp lại quý vị trong những cái bản tin mới tiếp theo trong cái like của kênh em em quý vị nha hẹn gặp lại quý vị bye bye